Vâng, chào các em. Tiếp theo ở video trước, thầy sẽ hướng dẫn cho các em bài số 3 trong sách bài tập vật lý 12, con lắc đơn. Đây là một bài được xem là phần khó của trong phần chương chương số 1, dao động cơ. Câu 1. Người ta kéo lệch một con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc alpha 0, rồi buông ra không vận tốc ban đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi là dao động điều hòa khi nào? Các em nhớ lại hình ảnh về con lắc đơn là một sợi dây chúng ta treo một vật nặng. Sợi dây này không co giãn và khối lượng không đáng kể, chỉ dài L. Đây là phương thẳng đứng. Phương này được xem là vị trí cân bằng khi vật ngừng dao động. Khi người ta kéo lệch một góc alpha 0, để cho con lắc đơn dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng, thì góc alpha 0 này phải càng nhỏ càng tốt. Nghĩa là alpha 0 này phải là một góc nhỏ sao cho phải thỏa mãn sin alpha 0. Nó phải sắp xỉ bằng alpha 0. Lưu ý alpha 0 này đơn vị của nó là radian. Các em lưu ý nha. Ví dụ như chúng ta kéo ra một góc 5 độ thì tương ứng với radian chính là 5 nhân cho pi chia cho 180. Trong đó pi bằng 3,14 nhân 5, sau đó chia 180 sẽ ra được radian nhé. Em lưu ý nha. Rồi, sin alpha 0 bằng alpha 0. Nếu mà chúng ta tính sin alpha 0 là các em tính sin của một góc ra giá trị đó, thì giá trị đó nó sẽ bằng alpha 0 dưới dạng là radian. Em hình dung không? Đấy. Ví dụ như các em bấm sin của 5 độ. Sin 5 độ thì bấm thử này. Sin 5 độ nha, sin 5. À, trên màn hình chữ R thì chuyển về độ 3. Bằng đây nó bằng 0,008 0,08 nha, sin 5 độ bằng 0,08 087 mấy đó. Giờ chúng ta kiểm tra cái độ này, 5 độ, chúng ta chuyển về radian thử nó đúng bằng sắp xỉ cái này hay không nha. Em thấy không, sin 5 độ bằng 0,087 đúng không? Bây giờ mình kiểm tra cái 5 độ này nó chuyển về radian nó có sắp xỉ bằng cái này hay không, thì chúng ta nên lấy 5 pi này, 5 shift pi chia 180 bằng 0,872, các em thấy không? Sắp xỉ bằng luôn. Thỏa mãn nha. Thì các em hiểu rằng alpha 0 này phải để dạng radian, còn sin alpha 0 này các em là sin của một góc để độ. Bấm ra. Rồi, câu số 1 chọn câu D. Câu số 2. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ alpha 0. Chu kỳ dao động của nó được tính bằng công thức nào? Chu kỳ T của con lắc được tính bằng công thức 2π căn bậc 2 của L trên R. Lưu ý công thức này, bắt buộc chúng ta phải thuộc thức này rồi. Hiển nhiên học bài này thì các em không cần phải chứng minh lý giải công thức gì cả. Chúng ta cần nắm công thức này. Công thức này giúp chúng ta xác định được gia tốc trọng trường tại một vị trí. Tại vì chiều dài đã được có được rồi, chu kỳ T là các em có thể dùng đồng hồ để đo được dao động, một dao động, đúng nào? Vì thế chúng ta tìm được R. Công thức này là công thức khá quan trọng của bài con lắc đơn, bắt buộc các em phải thuộc công thức này. Còn bên bài con lắc lò xo là T bằng 2π căn của M trên K. Điều đáng lưu ý để nhớ, chúng ta thấy rằng L và M là có tính chất cộng được, nghĩa là chiều dài có sẽ dài ra. Còn R và K là phụ thuộc vào, K thuộc thuộc với lò xo rồi, không đổi. R là phụ thuộc vào vị trí chúng ta đang xét, khảo sát thí nghiệm rồi. Vì thế mà các em để nhớ, các em nhớ cái L và cái M có tính chất cộng được, vì thế mà chúng ta đặt ở trên tử số, K và G đặt dưới mẫu số để chúng ta nhớ công thức nha. Lúc các em học không quên công thức, dễ quên công thức. Nhớ là G trên L hay L trên R các em hay quên ha. Nhiều lúc người ta sẽ cài vào đây là L trên R hoặc là R trên L này. Câu B nha các em. 2B. Câu số 3. Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ alpha 0 nhỏ 15 độ, phương án nào sau đây là sai đối với chu kỳ con lắc đơn nhé. Sai với chu kỳ. Chu kỳ phụ thuộc vào chiều dài con lắc. Cái mình chu kỳ T phụ thuộc vào L này. L càng dài thì T nó càng gì? Càng lớn lên. Dao động càng nhanh lên. Phải gì không các em? Xin lỗi.
Nếu mà L càng lớn thì T nó càng lớn, nghĩa là nó thực hiện một dao động càng chậm ha. T càng lớn lên đó. Ví dụ như các em khảo sát con lắc tại vị trí này thì nó dao động sẽ nhanh hơn so với tại vị trí này. Nếu L tăng lên thì dao động sẽ chậm hơn, nghĩa là thực hiện một chu kỳ toàn phần, một cái dao động toàn phần á, thời gian thực hiện một dao động toàn phần sẽ là dài hơn, càng ngắn thì nó càng dao động càng nhanh lên nếu mà cùng alpha không, đúng nào? Đấy. Câu B, chu kỳ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi con lắc. Các em lưu ý gia tốc trọng trường đây r này ha, có trong công thức này ha, ha. Đây là các em thấy hợp lý luôn. Chu kỳ phụ thuộc vào biên độ dao động à, chu kỳ trong công thức này không có liên quan gì đến alpha hoặc là s gì cả. Ly độ góc hoặc ly độ cung không có luôn. Ly độ cung là cái đoạn này nè các em, nó chuyển động trên cung tròn thì cái này ly độ cung này. S không, không có phụ thuộc gì cả. Vậy là chúng ta chọn đáp án là C, sai ha. Còn chu kỳ không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc là đúng rồi, tại vì trong công thức này đâu có khối lượng đâu. Vậy là các em chọn đáp án là 3C. Được chưa nào? Câu 4. Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài L là 2 giây, chu kỳ là 2 giây. Chiều dài là 2 giây thì chu kỳ dao động điều hòa là bao nhiêu? Thì chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài là 2L là bao nhiêu? À, các em nhìn vào công thức này. Nếu chiều dài L là 2 giây, chu kỳ ứng với chiều dài L là 2 giây thì chu kỳ dao động ứng với chiều dài 2L là bao nhiêu? Thì các em nhìn T á, là bằng 2pi căn của L trên R đúng không? Đấy. Còn nếu mà chiều dài gấp đôi lên thì chúng ta có T sẽ bằng 2pi căn L lúc này thành 2L T phẩy đây ha, trên R. Đấy, chiều dài gấp đôi lên là 2L trên R. Thì thầy sẽ đưa số 2 ra ngoài à, thành căn 2 đúng không các em? Thì nó sẽ bằng căn 2. Còn lại là chúng ta thấy rằng cái số 2 này là, chính là căn 2 đúng không nào? Đây là 2pi căn của L trên R. Đó, số 2 đưa ra là căn 2. Vậy cái này chính là T ban đầu bằng căn 2T. Mà T đề bài cho ứng với chiều dài L là 2 giây, vậy nó sẽ bằng 2 căn 2. Căn 2 nhân 2 thì bằng 2 căn 2 giây. Được chưa các em? Vậy là chúng ta chọn đáp án là 2 căn 2 giây. 4A. Câu số 5. Một con lắc đơn có biên dao động với biên độ alpha 0 tại ly độ góc bằng bao nhiêu thì thế năng bằng một nửa động năng. Thế năng của con lắc bằng một nửa động năng, nghĩa là các em sẽ tìm vị trí alpha bằng bao nhiêu alpha 0. Thì lúc này thế năng là VKT bằng một nửa là bằng 1/2 VKD. Đây là một cái lý thuyết khá quan trọng mà các em cần phải nắm à. Thì cái phần này hơi khó một xíu, chúng ta phải sử dụng toán học một xíu nha à, các em cần nhớ công thức hạ bậc của toán á. Nếu mà chúng ta học bên phần lượng giác, công thức lượng giác á, các em phải nhớ công thức đó thì chúng ta mới làm được bài này. Thì đầu tiên các em nhớ lại công thức cho thầy là thế năng bằng 2 bằng 1/2 động năng. Vậy suy ra được thầy có được động năng sẽ bằng 2 lần thế năng. Mà chúng ta biết rằng cơ năng là V kép, thì bằng tổng động năng cộng cho thế năng. Đúng không nào? Động năng là bằng 2 lần thế năng. Vậy 2 lần thế năng cộng thêm 1 lần thế năng, vậy là bằng 3 lần thế năng. Được chưa các em? Rồi chúng ta để ý chữ V kép và VT này như thế nào đây. Thì các em biết rằng V kép chính là cơ năng, mà cơ năng thì bằng thế năng cực đại. Tại vì cái thế năng nó có liên quan tới alpha không, nên thầy sẽ đưa nó về thế năng cực đại chứ không đưa nó về động năng cực đại nha. Các em lưu ý nha, thế năng cực đại là ở vị trí biên nha. Cơ năng này đây sẽ bằng gì? Thế năng VT max à, thế năng cực đại bằng 3 lần VT thế. Thế này là có alpha trong đây ha, còn cái anh thế năng cực đại có alpha không đây. Thế các em sẽ tìm được mối liên hệ giữa alpha và alpha không, chúng ta chọn đáp án thôi. Bây giờ các em nhớ lại công thức thế năng cực đại nha. Thì thế năng trong sách giáo khoa cũng đã trình bày cho các em cách tính ra
thế năng á thì bằng mg mgl 1 trừ cos alpha. Cos alpha. Nếu mà thế năng cực đại thì ứng với alpha 0. Đó, em nhớ công thức này trong sách giáo khoa nha. Thế năng bằng mgl 1 trừ cos alpha. Công thức này chứng minh cũng khá đơn giản thôi các em. Ha. Rồi. Vậy là thế năng cực đại sẽ bằng gì? Mgl 1 trừ cos alpha 0. Nghĩa là ở vị trí biên sẽ bằng 3 mgl 1 trừ cos alpha. Thì chia hai vế cho mgl thì mất đi nè. Nó còn lại 1 trừ cos alpha 0 bằng 3 1 trừ cos alpha. Đến đây á, các em nhớ như sau. Ngoài công thức thế năng được tính bằng công thức mgl 1 trừ cos alpha, chúng ta còn có một công thức nữa là bằng. Để biết được bằng bao nhiêu thì các em sẽ nhớ lại kiến thức về toán như sau. Chúng ta có công thức là cos 2x nha, thì đúng là cos 2x thì bằng gì các em? Cos 2x sẽ bằng 1 trừ 2 sin bình x. Công thức này mà không nhớ là thua bài này. Ha. Cos 2x là công thức nhân đôi bằng 1 trừ 2 sin bình x. Vậy thầy sẽ rút ra được 2 sin bình x bằng 1 trừ cos 2x. Ok, rút ra được sin bình x thì em sẽ có được công thức hạ bậc 1 trừ cos 2x chia 2. Đây là công thức hạ bậc của sin. Em nhớ công thức này nha. Rồi bây giờ công thức hạ bậc này chúng ta để ý nè. 1 trừ cos 2x chia 2. Bây giờ chúng ta sẽ suy ra 1 trừ cos 2x bằng 2 sin bình x. 2 sin bình x. Chỗ này là chữ x nha. 2 sin bình x. Bây giờ thầy sẽ để cái này vào đây là thành 1 trừ cos alpha thì sẽ bằng cái gì các em? 2 sin bình, lưu ý chỗ này nha. Alpha ở đây 2x là gấp đôi x, vậy alpha chính là gấp đôi alpha trên 2. Nghĩa là nó là alpha trên 2, sin bình alpha trên 2 nha, sin bình alpha trên 2 bằng 2. Lưu ý là đối với trường hợp dao động điều hòa alpha phải nhỏ nên chúng ta có sin của alpha trên 2 á thì sắp xỉ bằng alpha trên 2. Suy ra là sin bình alpha trên 2. Sin bình alpha trên 2 chính là sin alpha trên 2 tất cả bình đó các em, sắp xỉ bằng alpha trên 2 tất cả bình. Nghĩa là bằng alpha bình trên 4, alpha bình trên 4. À vậy chúng ta bỏ vào đây sẽ là 2 lần alpha bình trên 4. Tối giản số 2 đi còn bằng alpha bình trên 2. Đấy vậy là 1 trừ cos alpha bằng alpha bình trên 2. Vậy chúng ta thay vào đây nhá, mgl alpha bình trên 2 thì thành 1 phần 2 mgl alpha không bình. Nhớ nha, thế năng cực đại còn tính bằng công thức 1 phần 2 mgl alpha không bình. Vậy chỗ này chúng ta có 1 trừ cos alpha 0, thầy đã chứng minh được đây bằng alpha không bình trên 2. Alpha không bình trên 2 bằng 3 lần alpha bình trên 2 nhân 2 vế cho 2, chúng ta sẽ có được alpha không bình bằng 3 lần alpha bình. Rút ra được alpha bình sẽ bằng alpha không bình trên 3. Căn 2 vế lên suy ra được alpha sẽ bằng alpha 0 trên căn 3. Alpha 0 trên căn 3. Các em chọn câu C, alpha 0 trên căn 3. Để tìm được công thức này không hề dễ dàng nha các em. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ cho thầy 1 trừ cos alpha thì bằng alpha không bình trên 2. Đây, công thức này mình nhớ thêm vào trong cái phần con lắc đơn này. Vậy là 3.5 chọn C nha. Rồi tiếp tục 3.6. Tại nơi có giao tốc vòng trường 9,8 mét trên phương, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với cùng chu kỳ nha, cùng chu kỳ. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và độ cứng 10. Vật nhỏ con lắc lò xo có khối lượng bao nhiêu?
trùng chu kỳ, chúng ta biết rằng chu kỳ con lắc đơn á là bằng 2 pi căn của L trên R. Còn chu kỳ con lắc lò xo sẽ bằng 2 pi căn của M trên K. Từ đây thì hai cái này bằng nhau, nghĩa là chúng ta sẽ có là căn L trên R bằng căn của M trên K, căn L trên R bắt buộc phải bằng căn của M trên K, tại vì 2 pi giống nhau rồi. Các em bình phương hai vế lên thì chúng ta sẽ tương đương ra L trên R sẽ bằng M trên K. Bài toán này kêu tính vật nhỏ của con lắc của lò xo có khối lượng là bao nhiêu. Của con lắc lò xo là em tính M, rút M ra sẽ bằng L nhân K chia R, thay vào L là 49 là ứng với 0,49 xăng, nhân K là 10, chia R là 9,8. Đấy, em bấm máy ra. Đúng bằng 0,5 luôn. 0,5 nhớ là kg nha các em. 0,5 kg, chọn câu B. Bài tập 6B. Bài tập 7. Con lắc đơn biên độ alpha 0, chọn mốc thế năng ở vị trí công bằng. Công thức tính thế năng của con lắc có biên độ alpha nào là sai? MGL 1 trừ có alpha đúng ha, công thức này thầy đã nói ở câu trên rồi, 3.5 rồi. VKT bằng MGL có alpha, đã nói là MGL 1 trừ có alpha đã đúng rồi thì hiển nhiên MGL có alpha là chắc chắn sai. Đây là câu B luôn. Được chưa các em? Câu B luôn. Còn ở chỗ này á là 2 MGL sin bình alpha trên 2 thầy đã chứng minh ở câu 3.5 rồi, các em kiểm tra lại 3.5 nhé. Thì ứng với là cái này là alpha bình trên 4, tại vì sin bình alpha trên 2 thì sắp xỉ bằng alpha bình trên 4 nha. Alpha bình trên 4 mà alpha bình trên 4 nhân cho 2 thì ra alpha bình trên 2, nên nó bằng 1/2 MGL alpha bình trên 2. Đây, thầy có chứng minh ở chỗ này nè, 1/2 MGL alpha bình trên 2 nè. Đây là hiển nhiên đúng nè, 1/2 MGL alpha bình. Nếu mà thế nào ở vị trí bất kỳ á, còn nếu mà vị trí cực đại thì anh phải không. Rồi câu 7 chọn B nha. Câu 8. Câu 8 là chọn mốc thế năng ở vị trí công bằng. Công thức tính cơ năng nào là sai? Cơ năng thì bằng tổng động năng cộng thế năng. Động năng cực đại đúng. Bằng động năng cộng thế năng đúng. Bằng thế năng cực đại đúng. Bằng cái công thức này là thế năng cực đại đúng thì cái này không thể nào là thế năng cực đại được. Em nhìn cái này 1 thì có alpha 0 này. Có alpha 0 mà. Câu D luôn rồi. 8D. Câu 9. Con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí biên có biên độ alpha 0. Khi con lắc đơn vào vị trí có biên độ alpha thì tốc độ của con lắc được tính bằng công thức nào sau đây? Bỏ qua ma sát. Công thức tính vận tốc ha. Việc mà xây dựng công thức á thì hầu như là các em đã được học ở trong nội dung kiến thức bài học. Tuy nhiên nhiều em sẽ không hiểu vào quá trình để mà chúng ta tìm ra được công thức. Hiển nhiên công thức này các em chọn là công thức nào các em biết rồi đúng không? 2GL có alpha trừ có alpha 0. Vận tốc được tính bằng căn bậc 2 của 2GL có alpha trừ có alpha 0. Cái này được xây dựng từ quá trình bảo toàn cơ năng, chúng ta giải bài này ra. Bây giờ thầy sẽ giải nhanh lại cho bài này cho các em biết được câu A nhé. Như sau, chúng ta có cơ năng. Các em biết rằng cơ năng thì bằng tổng động năng cộng thế năng nha. Thì bây giờ chúng ta tính vận tốc thì thầy sẽ làm như sau. Chúng ta có cơ năng tại vị trí bất kỳ, nghĩa là bằng 1/2 mv bình. Vị trí bất kỳ ở vận tốc cần tìm nè. Cộng cho thế năng ở vị trí bất kỳ là mgl 1 trừ cos alpha đúng không? Bằng, trong thức này nó liên quan tới alpha 0 thì các em phải, nó bằng thế năng cực đại. Tại vì cơ năng thì bằng thế năng cực đại bằng động năng cực đại, nhưng mà thầy muốn làm á là làm thế năng cực đại nên sẽ bằng MGL 1 trừ cos alpha 0. Đấy, được chưa nào? Đến đây á thầy chia 2 vế cho M. Sau đó nhân cho 2 thì đây mất 2 còn V bình. Cộng ở đây nhân 2 lên là 2GL 1 trừ cos alpha bằng 2GL 1 trừ cos alpha 0. Đúng không? Lúc này V bình sẽ bằng
Các em nhìn ở đây là nhân vào là 2GL, bên đây nhân vào 2GL, 2 vé mất ha. Còn đây là còn gì đây, 2GL trừ 2GL cos alpha chuyển qua đây thành 2GL cos alpha. Tại vì bên đây trừ mà chuyển qua thành cộng. Trừ cho 2GL cos alpha 0, 2GL cos alpha 0. Chúng ta đặt 2GL ra chung thì còn lại là cos alpha trừ cos alpha 0. Vậy là V bình bằng cái này thì suy ra V sẽ bằng căn bậc 2 của 2GL cos alpha trừ cos alpha 0. Đó là công thức tính vận tốc ở tại một vị trí bất kỳ trong quá trình dao động. Nếu mà ở vị trí biên thì lúc này vị trí biên alpha 0 thì lúc này alpha sẽ tiến về alpha 0. Thì cos alpha 0 trừ cos alpha bằng 0. Vậy là vận tốc bằng 0, đúng hợp lý ở vị trí biên. Còn vận tốc cực đại khi alpha 0 này tiến về 0 độ là ứng với phương thẳng đứng thì alpha 0 này bằng alpha này bằng 0 độ thì cos 0 bằng 1. Vậy công thức cực đại, vận tốc cực đại chính là căn bậc 2 của 2GL 1 trừ cos alpha 0. Đây căn bậc 2 của 2GL 1 trừ cos alpha 0 chính là vận tốc ngay tại vị trí cân bằng. Được chưa các em? Đấy, lưu ý chỗ này. Còn tại vị trí biên này bằng 0 rồi thì không nói nữa ha. Câu số 10. Câu 11. Con lắc gõ dây coi như là con lắc đơn. Chu kỳ là 2 giây. Tại nơi có giải tắc cộng trường R bằng 9,8 với nhân phương thì chiều dài con lắc đơn là bao nhiêu? Sử dụng công thức thôi các em. T bằng 2π căn của L trên R. Chúng ta bình phương 2 vế lên là T bình sẽ bằng 4π bình L trên R. Từ đó chúng ta rút ra được L. Nhân chéo là tử nhân lên. Mẫu nhân lên tử này R T bình trên cho 4π bình L. Các em thay vào thôi ha. 9,8 nhân cho 2 bình là 4 trên cho 4π bình nhân cho L. L là để bài à, xin lỗi. Trên 4π bình nhé. Đây trên 4π bình. 4. Em bấm máy ra nè. 9,8 chia cho π bình. 9,8 chia cho 0,992 0,993. Em chọn đáp án C nhé. 10C. Câu 11. Chiều dài 1,2m, R bằng 9,8, alpha 0 bằng 10 độ. Tính chu kỳ. Chu kỳ T bằng 2π căn của L trên R bằng 2π căn của L là cho là 1,2 chia R là 9,8 bằng. Kim bấm máy được là bằng 2,19, sắp xỉ 2,2 nha. Đây sắp xỉ 2,2 nha. Sắp xỉ 2,2. 2,2 giây. Rồi. Câu B. Viết phương trình dao động con lắc đơn. Ở đây các em có thể viết phương trình dao động theo phương trình của ly độ gốc hoặc là ly độ cung. Ở trường hợp này thầy sẽ viết phương trình theo ly độ gốc ha, ly độ gốc. Nhưng mà các em nên viết theo phương trình của ly độ cung để chúng ta làm câu C là tính vận tốc cũng như tính tốc độ gia tốc của ba cầu ha. Chúng ta viết phương trình ly độ cung là S bằng S0 cos omega t cộng phi. Đầu tiên các em tìm S0. Chúng ta có S0 thì bằng alpha 0 nhân L. Bằng alpha 0 là các em phải đổi về radian nhé. Là 10π chia 180 nhân L là 1,2. Các em bấm máy ra là bằng sấp xỉ 0,21 ha, 0,21 m. Rồi vậy chúng ta tìm được S0. Tại vì cái này tính bằng mét nha. Rồi tìm omega và tìm phi. Thì omega các em có rồi. Chúng ta có omega là bằng căn của R trên L. Bằng căn của R là 9,8 trên cho L là 1,2 bằng.
bấm máy ra được bằng xấp xỉ 2,9 radian trên giây. Rồi tìm pha ban đầu là các em phải căn cứ vào kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương, một góc alpha 0 rồi thả tay. Vậy là ở vị trí biên luôn rồi. Thì nếu mà bật ở vị trí biên á, là alpha S bằng S0. Đúng không em? S bằng S0 lúc T bằng 0 á. Là S bằng S0 nên là S0 sẽ bằng S0. Cos của phi ha. T bằng 0 các em theo ở đây này. Thì cos của phi thôi. S bằng S0. Vậy cos phi sẽ bằng 1. Cos phi bằng 1 suy ra phi sẽ bằng 0. Nha. Chỗ này suy ra cos phi bằng 1 thì phi bằng 0. Rồi các em biết luôn, phải là cái phương trình nó là S bằng S0 cos omega t chính là bằng 0,21 cos của 2,9t. Đây là chính là phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn theo ly độ cung. Để tính được tốc độ thì dễ dàng, các em tính được tốc độ rồi. Các em chỉ cần đạo hàm cái này ra thôi. Đạo hàm cái này ra. Tính tốc độ và gia tốc của khi nó vào vị trí cân bằng. Lưu ý là nó ở vị trí cân bằng nha các em. Khi nó vào vị trí cân bằng. Thì khi mà vật vào vị trí cân bằng á, thì chúng ta có vận tốc sẽ bằng cực đại là S0 nhân omega. Tại vì nếu mà các em lấy cái đạo hàm cái ly độ này ra, cái ly độ cung ra, thì sẽ là S phẩy sẽ bằng vận tốc, đúng không nào? Thì bằng S0 viết lại cos đạo hàm thì bằng trừ sin omega t, sau đó nhân cho omega t đạo hàm nữa, tại vì cos u đạo hàm thì bằng trừ sin u nhân u phẩy, omega t đạo hàm thì bằng omega, nên chúng ta thấy rằng cái v max ở đây là S0 omega. Tốc độ thì các em bỏ vô trừ đi, thay vô S0 là bằng 0,21 nhân omega là 2,9. Chúng ta bấm máy ra, xấp xỉ là 0,61 mét trên giây. Tiếp theo là các em tính gia tốc. Gia tốc khi nó đi qua vị trí cân bằng thì nó bằng 0. Tại vì gia tốc thì bằng gì các em? Bằng trừ omega bình S. Giống như là chúng ta học ở trong trường hợp là con lắc lò xo á, thì gia tốc bằng trừ omega bình X. Thì đối với con lắc đơn này trừ omega bình S. Thì do ở vị trí cân bằng S bằng 0 nên sẽ là trừ omega bình nhân 0 thì bằng 0. Gia tốc bằng 0. Rồi, chúng ta tiếp tục với câu 12. Một con lắc đơn có khối lượng là vỏ cầu là 50g được treo vào đầu một sợi dây dài 2m, lấy R bằng 9,8 cách trên phương. Tính chu kỳ dao động của con lắc. Chu kỳ T sẽ bằng 2pi căn của L trên R. L là bằng 2 trên 9,8 bằng. Hai phẩy tám mươi bốn giây làm tròn nha các em. Câu B, người ta kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí alpha 0 30 độ rồi buông ra 0 bằng tốc đầu. Tính tốc độ của vỏ cầu và lực căng của dây khi con lắc va vị trí cân bằng. Các em lưu ý công thức tính tốc độ của vỏ cầu khi bật vào vị trí cân bằng. Các em lưu ý công thức tính vận tốc á, tại vị trí bất kỳ á, nó bằng căn bậc 2 của 2GL. Công thức này thầy đã chứng minh ở cái câu 3.9 rồi nha các em. 2GL cos alpha trừ cos alpha 0. Đây là công thức tính vận tốc tại vị trí bất kỳ alpha. Nếu mà vật ở vị trí cân bằng là vị trí theo phương thẳng đứng này nè các em. Thì lúc này alpha sẽ tiến về 0 độ ha. Vị trí ban đầu là alpha 0. Sau khi mà nó sẽ chuyển động đến vị trí cân bằng thì lúc này alpha sẽ dần về 0 độ.
alpha lúc này bằng 0 độ, chúng ta sẽ có vận tốc cực đại ở vị trí cân bằng sẽ bằng căn của 2GL cos của 0 độ nhé, cos 0 độ bằng 1 trừ cos alpha 0. Đấy, đến đây các em bấm máy thôi đã tìm được cái vận tốc cực đại bằng căn của 2GL nhé, 2 nhân G là 9,8 nhân L là bằng 2m nhân cho 1 trừ cos alpha 0. 1 trừ cos alpha 0 ở đây là 30 độ nha, cos 30 độ, màn hình có D này, lưu ý nha, nhiều khi em bấm để ý không để ý là sai đáp án đó. Đấy, cos 30 độ nha, 2,29 à, 2,29 vậy là sắp xỉ 2,3 đó, 2,3 đơn vị là mét trên giây nha, L là mét, R là giây bình phương này, vậy là mét trên giây nha. Rồi, bây giờ chúng ta tính lực căng. Tính lực căng khi vào vị trí cân bằng. Khi vật ở vị trí cân bằng, ở vị trí này, thì vật chịu tác dụng của hai lực. Lực thứ nhất là lực căng của dây, lực phương thẳng đứng chiều hướng lên. Lực thứ hai là trọng lực hướng xuống, là B. Hợp lực của hai lực này sẽ bằng F. Giờ ta chọn cái chiều, cái phương chiếu là phương chiếu xuống đây, chiều dương hướng xuống đây. Thì lúc này cái B này, hợp lực chính là gì các em? Hợp lực thêm lực hai Newton là F bằng, có hai lực đó là lực căng T thì ghi là chữ T hoặc là chữ F đi. Cái này ghi chữ T đi các em nha. Lực căng là chữ T đi. Chúng ta có lực căng T cộng cho trọng lực B chính là hợp lực thêm lực hai Newton. Thì bằng M nhân A. Đúng không? Bây giờ chúng ta chiếu này, chiếu lên trên phương OX thì T nó âm. Thầy sẽ có là nó sẽ là trừ T. Còn B theo chiều, đúng theo chiều của X rồi, cộng B bằng MA. A ở đây là A gia tốc hướng tâm. Tại vì cái gia tốc này làm cho vật chuyển động trên cung tròn. Trên cung tròn này nè các em, gọi là gia tốc hướng tâm nha. Có gia tốc hướng tâm nha. Từ đây các em sẽ rút ra được cái T này sẽ bằng trọng lực B trừ cho M nhân gia tốc hướng tâm, mà gia tốc hướng tâm tại vị trí cân bằng chính là bằng V bình phương trên cho chiều dài. V này V max luôn, tại vì ở vị trí cân bằng thì vận tốc cực đại nha. Vậy T sẽ bằng B trừ M V max bình trên L. Gia tốc hướng tâm học ở lớp 10 rồi thì bằng V bình trên cho bán kính khi một chất điện chuyển động trên một vòng tròn nha. Bán kính R thì gia tốc dài, chứ là vận tốc dài á, là vận tốc tại vị trí này thì nó sẽ bằng V, là V thì gia tốc hướng tâm là gia tốc hướng vào đây. Tốc hướng tâm được tính bằng V bình trên cho bán kính. Bán kính ở đây là L nha, bán kính là L nên chúng ta ghi L. Rồi chúng ta các em thay số vào, B bằng M nhân R trừ M V max bình trên L, thay số vào. M là 50g đúng không em? 50g là 0,05 kg. 0,05 nhân cho R là 9,8 trừ M là 0,05 nhân V max bình phương là 2,3 bình phương trên L là 2. Đấy, các em bấm máy chỗ này ra là ra được cái lực căng ngay tại vị trí cân bằng ha. 0,05 nhân cho 9,8 trừ 0,05 nhân cho 2,3 bình, 2,3 bình chia cho 2 bằng 0,35 bằng 0,3536 newton, sắp xỉ 0,36 newton. Rồi, câu 13. Con lắc đơn dài 1m dao động điều hòa tại nơi có dao tốc động trường R. Trong khi dao động quả cầu con lắc vạch ra một cung tròn dài 12 cm, chính là cái vĩ đạo chuyển động của cái vật. Bỏ ma sát, tính biên độ chu kỳ dao động của con lắc. Biên độ ở đây là biên độ cung nha các em. Thì chúng ta có là cái cung dài 12 cm và chúng ta có S0 sẽ bằng cái độ dài
là bằng 12 chia 2 thì bằng 6 cm, chính là ly độ cung là 6 cm ha, chính bằng chiều dài quỹ đạo chia cho 2. Tiếp theo các em viết phương trình dao động, biết lúc đầu thì quả cầu con lắc vào vị trí công bằng theo chiều dương. Thì phương trình dao động á nó có dạng là gì các em biết rồi đúng không nào? Phương trình dao động là S bằng S0 cos omega t cộng phi. Chúng ta tìm S0 nó có rồi, bây giờ tìm omega. Omega thì bằng gì? Chúng ta có omega bằng căn của L trên G trên L. G là 9,8 chia L là 1 bằng căn 9,8 sấp xỉ 3,13 radian trên giây. Có được omega rồi, giờ có phi này, thì phi bằng cách là các em căn cứ vào lúc thời điểm ban đầu nè. Thời điểm ban đầu quả cầu qua vị trí cân bằng, nghĩa là lúc t bằng 0. Thì ở vị trí cân bằng cái liên độ S này bằng 0 bằng S0 cos omega t cộng phi. Mà omega t bằng 0 luôn, tại vì cái này t bằng 0 mà bỏ luôn thì cos phi luôn nha. Vậy là S bằng 0, S bằng 0 thì nó sẽ bằng S0 cos phi. Vậy suy ra cos phi bằng 0. Mà cos phi bằng 0 thì phi nó có hai giá trị gốc, đó là cộng trừ pi trên 2. Thì vật chuyển động theo chiều dương thì lấy phi âm. Nha các em, vật chuyển động theo chiều dương thì lấy phi âm, và do vận tốc thì bằng đạo hàm của ly độ. Thì đạo hàm của cái này ra thì sẽ là trừ S0 omega sin phi. Tại vì lúc t bằng 0 bỏ đi rồi. Thì các em đạo hàm ha, trừ S0 omega sin phi, nhớ đạo hàm ra là mới thay t vô nhé. Chứ để thay t bằng 0 vô đạo hàm là bằng 0 luôn ấy. Đúng không? Đấy. Sin phi. Rồi, vì chuyển động theo chiều dương nên vận tốc dương. Vận tốc dương thì sin phi phải dương. Sin phi phải dương thì chắc chắn là xin lỗi. Vận tốc dương thì sin phi phải âm, sin phi phải âm suy ra phi âm. Sin phi âm suy ra phi bằng trừ pi trên 2. Vậy là phương trình của nó là S bằng S0. S0 là 6. Cos omega là 3,13. Cho lấy sắp xỉ bằng pi luôn ấy, là pi t đó các em, trừ pi trên 2. Sau này những cái bài toán thi rồi thường thường người ta lấy thường thường lấy r bằng pi bình, nên các em đưa ra ngoài bằng pi luôn. Nó điểm số. Nha, cái này sắp xỉ bằng pi luôn nha các em. Rồi tiếp theo là đề yêu cầu là tính tốc độ cực đại của quả cầu. Tất nhiên là tốc độ cực đại là tốc độ ngay tại vị trí cân bằng. Tốc độ là độ lớn của vận tốc, chúng ta không quan trọng dấu âm gì hết. Thì nó sẽ bằng gì? S vận tốc thì bằng gì các em? S0 nhân omega, giống như là A omega vậy. Ha? Trong phương trình dao động của con lắc lò xo thì A nhân omega, thì trong phương trình con lắc đơn thì S0 nhân omega là tốc độ nha. S0 là 6, omega là chúng ta tính bằng pi thì bằng 6 pi mét trên giây. Tại vì cái này xin lỗi xăng nhé. Tại vì cái S0 là cm nha. Thì cái đơn vị vận tốc nó là cm trên giây. Đấy, xong 13 nhé.